Dạ, xin y đồng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Hôm nay vào lúc 9:30 ngày 18 tháng 10 2021, xin y đang đi trên con đường công lý này là năm kỳ khởi nghĩa. Và bên phải thì có một cái công trình kiến trúc cổ mà bất cứ người dân Sài Gòn sinh ra và lớn lên không thể nào quên, đó là tòa án. Với công trình kiến trúc này được xây dựng năm 1885, cũng hơn cả thế kỷ rồi anh chị. Và với video clip này thì Sunny sẽ mời anh chị chúng ta sẽ đi con đường xưa cũ. Xuất phát từ đây chúng ta sẽ đi trọn vẹn con đường Gia Long nha anh chị ha, tới bệnh viện Đồn Đất để anh chị nhìn ngó những phút hồi sinh của Sài Gòn sau cái cơn đại dịch. Bức tường vẫn còn đó anh chị, những cái cửa lá sách vẫn còn đó, một công trình thế kỷ trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của Sài Gòn, và có những kỷ niệm đối với anh chị yêu Sài Gòn, yêu mến vùng đất phương Nam này. Đây, khu vực tòa án đây anh chị, một công trình rất là uy nghi. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi nha anh chị ha. Bên đây là một công viên Bách Tùng Diệp. Nơi đây ngày xưa thì có một cái quán cà phê ca nhạc cái thời mà thập niên năm 90 đến năm 2000, nhưng mà sau này trở thành cái khu ẩm thực. Con đường công lý với dòng xe xuôi ngược cái hướng này đổ về bến Chương Dương, và xin đi mời anh chị nhé. Rất là vui thực hiện những cái clip như thế này gửi anh chị và các bạn. Đây cái khu mà khu ẩm thực là Bách Tùng Diệp, hiện tại thì cũng chưa có buôn bán gì anh chị. Nơi đây thì chỉ phục vụ buổi trưa thôi cho những người làm nhân viên ở các building ra đây ăn uống, nhưng mà hiện tại thì cũng đang đóng cửa. Và với con đường Gia Long, chúng ta sẽ cùng đi cùng ôn lại kỷ niệm. Đối với con đường Công Lý và con đường Gia Long, Gia Long nay là Lý Tự Trọng, thì nơi đây thì chúng ta không thể nào quên có một cái tòa nhà, đó là Dinh Gia Long, nay là Viện Bảo tàng thành phố, với rất là nhiều thăng trầm theo chiều dài lịch sử của vùng đất phương Nam Sài Gòn này. Rất là nhiều số phận anh chị. Đây là một cái dinh được xây dựng năm 1890 thì có rất là nhiều tên. Mới đầu là Bảo tàng Thương mại, sau đó là Dinh Toàn quyền Đông Dương, Dinh Phó Tổng Thủ tướng, Dinh Thủ tướng. Sau Hiệp định Geneva trở thành Dinh Thủ tướng. Và vua Bảo Đại đặt tên là Dinh Gia Long. Rất là thăng trầm. Sunny có vào đây cùng với anh chị khám phá rồi. Chúng ta coi Viện Bảo tàng thành phố thì nó có cái gì. Nếu anh chị nào muốn xem thì Sunny sẽ dựng vào đường link để anh chị xem bên trong đó trưng bày cái gì anh chị ha. Nó rất là thú vị anh chị. Mình có thể mình coi cái chiều dài lịch sử của Sài Gòn từ xưa đến nay. Rất là đẹp lắm chị. Bên trong thì không biết như thế nào. Bên trong thì mới rất là mát mẻ. Ở đây thì Thư viện Sài Gòn nè anh chị. Bây giờ vẫn là thư viện. Cái hướng này thì chúng ta theo con đường Gia Long ngược chiều để chúng ta đi về cái hướng của
Phù Động Thiên Vương, ngay chỗ con đường Võ Tánh Nguyễn Trãi đó. Nhìn thấy những hình ảnh dòng xe như thế này cảm thấy rất là vui. Sài Gòn bắt đầu dần dần hồi sinh và hy vọng rằng mọi việc tốt lành sẽ tới cái vùng đất phương Nam đầy biến động này. Đây công viên Bách Tùng Diệp. Anh chị có thể là nhớ công viên Bách Tùng Diệp này anh chị ha. Có một cây gia trăm tuổi. Nói đến cây gia này thì Sunny cũng chia sẻ với anh chị, có gì anh chị sẽ bổ sung thêm. Cây gia này, rồi cây gia còn gọi là cây gia Dinh Gia Long, rồi cây gia xà, cây gia Thằng Mội đó là chợ Thái Bình, cây gia Bà Bầu đó là chợ Nhật Tảo, cây gia xà ngay chỗ Phú Lâm đi xuống nó vẫn sừng sững đứng đó. Và có một cây gia nữa ngay chỗ Dinh Xà Tây, ngay chỗ chợ Xà Tây trên con đường Nguyễn Trãi Tản Đà thì có nơi đó có bệnh viện y học, đại học y dược, thì nơi đó cũng còn cây gia anh chị. Mới ngày nào đó thôi thì con đường này vắng vẻ, nhưng mà trở về 2 tuần sau này thì mọi việc cũng trở lại bình thường rồi anh chị. Chúng ta ngắm Dinh nhanh chị ha, Dinh Gia Long. Nơi đây thì có hàng me, tiếng chim hót líu lo. Khi mà bị nhốt ở nhà trong cái thời gian giãn cách xã hội thì thèm những cái phút giây đi bộ này lắm anh chị, rất là thích. Ngày thường thì nghe tiếng còi xe cảm thấy rất là khó chịu, nhưng lúc đó rất là thèm những cái tiếng còi xe, những tiếng chim kêu như thế này với hàng me cũng rất là đẹp. Chúng ta ngắm lại trời, cái da này nó sưng sùi theo thời gian anh chị thấy. Mấy bữa là tỉa cành anh chị bên công ty cây xanh, thấy có cần cẩu rồi tỉa cành. Rồi mình đi nha anh chị ha. Tại sao xin đi chọn con đường này? Lý do là trên con đường này thì chúng ta sẽ ngắm một vài cái địa điểm rất là thân quen. Đối với Sài Gòn ngày hôm nay thì nó thay đổi cũng rất là nhiều, nhưng mà đối với con đường này nó vẫn còn những địa điểm thân quen như là tòa án Dinh Gia Long, trường La Santa Pe, rồi bệnh viện Đồng Đức, còn gọi là bệnh viện Fran, nay là bệnh viện Nhi Đồng 2. Buổi tối ở đây thì một số bạn trẻ cũng vui chơi, rồi đi tập thể dục, rồi các bác lớn tuổi thì dancing theo nhạc tua anh chị, bebop, rumba, cha 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 rồi đó, xì lô mùi. Bây giờ nhạc tua thì nó không còn giống như xưa nữa anh chị, bây giờ là chỉ vô sàn nhảy hay nhảy giật giật giật. Rất là với điệu, những cái điệu rất là nhí nhảnh hồn nhiên và tạo con người ta hưng phấn như đường điên, nhảy giật 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 giật. Đây là con đường Baxter nha anh chị ha. Baxter thì nó chạy dài từ cầu Móng đến chợ Tân Định luôn anh chị. Một con đường cũng nói rất là đẹp. Bên kia là có một cái nhà trưng bày bán gốm sứ, gọi là gốm Việt, cái tên gốm Việt, nhưng hôm nay thì cũng đóng cửa. Dù sao đi nữa thì tình hình kinh doanh vẫn rất là vắng anh chị. Nói chung là dùng cái từ ế đó. Dòng xe đổ về. Nơi đây thì vẫn còn cái góc nhà với những cái cửa kiến, tất nhiên là được làm mới và sơn phết lại theo nhiều gam màu khác nhau, tạo thêm một cái không khí tươi vui.
đây là một cái văn phòng quảng cáo, nhưng mà hôm nay thì không còn mở cửa nữa. Không biết là anh chị có chỗ nào quen thì anh chị cứ không mình nha, để xin đi biết nhiều hơn, chứ nhiều lúc đi thì mình không có biết đâu, mình biết những điểm chính thôi. Cả nhà xưa cũ đó, thì nơi đây thì bán rất là nhiều cái shop thời trang anh chị. Hôm nay bắt đầu là cuộc hành trình đi bộ, đi bộ khắp nơi, đi bộ cho nó vui. Nếu mà đi xe gắn máy thì nếu mà có thể là trời mưa hoặc là buổi tối, hoặc là vào một cái sớm nào đó anh chị. Nơi đây có một cái doanh trại quân đội. Ngày thường thì đối với khu vực này rất là đông, các chị bán nước ở lề đường nè, rồi nhân viên họ ra họ uống, nhân viên mấy cái building này nè họ uống. Đây có một cái dinh nữa, sở công thương. Rồi, trước mặt anh chị đó là cái giao lộ của con đường Gia Long và con đường Tự Do. Gia Long ngày hôm nay là Lý Tự Trọng, con đường Tự Do hôm nay là Đồng Khởi. Một thời gian thì cái ngay chỗ cái nhà này nè anh chị, ở dưới thì có một cái quán Katina, tên là Katina đúng như cái tên đường ngày xưa. Sau đó là một cái Ba Chu, bây giờ là trở thành một cái địa điểm cũng quán cà phê, nhà hàng gì đó. Ở trên thì kinh doanh rất là nhiều. Nếu mà vào trong cái nhà này nè thì nào là thời trang, quán ăn, quán cà phê, nhiều lắm anh chị. Rồi mời anh chị nha, con đường đây là con đường quen thuộc Tự Do của anh chị về nhà hát lớn thành phố. Và Sunny sẽ đi dọc con đường Gia Long luôn. Mà nói về cái địa hình ở đây cũng rất là hay anh chị. Nó có giống như một cái quả đồi gì đó. Ngày xưa thì nó một cái công viên, rồi có con đường Tự Do theo cái chiền dốc đổ về bến Bạch Đằng. Quán cà phê ngồi ở đây thưởng thức cà phê, giờ nó trở thành Wincom Center, một cái mo, và có những cái tầng hầm food court, và ở trên là văn phòng cho thuê. Chỉ đi con đường này thì chúng ta mới bắt gặp được những hình ảnh xưa cũ thôi. Hiện tại thì ở đây là văn phòng nè, căn hộ nè, shopping mall. Đối nhìn thấy những hình ảnh này thì anh chị biết nó cũng vắng vẻ. Một số công ty bây giờ vẫn còn online, làm việc online ở nhà anh chị. Đây
một cái ngôi trường Trần Đại Nghĩa mà ngày xưa có tên là La Santa Pa, rất là nhiều kỷ niệm đối với các anh chị, các anh sorry. Đây ngôi trường và xung quanh nhịp sống đã hồi sinh. Và đối với ngôi trường kỷ niệm La Santa Pe này được thành lập năm 1874. Đây là một ngôi trường rộng, đến năm 1975 trở thành một cái ngôi trường, sau đó là trường thiết bị cao đẳng, thiết bị trường trường học. Rồi sau năm 1975 là trường thiết bị trường học mang hệ là cao đẳng. Rồi từ đó về sau này là trở thành trường Trần Đại Nghĩa Trung học phổ thông. Một góc phố rất là thân quen kỷ niệm. Trường La Santa Pe này có hai cửa, cửa bên Nguyễn Du và cửa bên đây. Im ỉm. Cổng sắt vẫn như thế. Ở đây là một cái công trình xây thêm nhưng mà Sunny rất là thích xây theo cái lối kiến trúc đồng nhất anh chị, chứ không phải là thay bên kia là cái lối kiến trúc Pháp, mà ở đây xây cái lối kiến trúc Nhật hay là Việt Nam, nhưng rất là hay, đồng nhất vậy thì rất là thích. Xây cũng vài năm nó xong rồi. Đây ở đây thì có những cái dinh thự rất là đẹp, rất là hài hòa. Đây là góc ngã tư Hai Bà Trưng. Bệnh viện Đồng Đức kìa. Bức tường bệnh viện Đồng Đức, cái khuôn viên bệnh viện Đồng Đức thì nó bao quanh những con đường như là Chu Mạnh Chinh, con đường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng và con đường Gia Long này. Đây con đường Hai Bà Trưng. Cái nhà bên kia là cái nhà cũng cũ. Ngày xưa thì có một cái quán ăn quán nhậu trên lầu đó anh chị, ở dưới nữa. Nhưng mà đối với thời điểm này thì quán ăn quán nhậu thì nó không còn phục vụ, lý do là dịch. Rồi chúng ta qua đường nha anh chị ha. Ở đây thì quán cà phê Thức. Sunny cũng thường uống quán cà phê này trong những cái dịp mà ngày lúc trước đó anh chị, không có dịch đó. Thì một cái quán cà phê mà Sunny rất là thích. Đúng là nó theo cái tên Thức. Đã nói là có công chuyện khoảng là 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ ra quán cà phê đây vẫn còn phục vụ thức thâu đêm suốt sáng. Đây, đây mà bức tường của bệnh viện Đồng Đức. Bệnh viện Đồng Đức thì
sau khi thực dân Pháp chiếm cái vùng đất phương Nam, xây dựng cái bệnh viện quân y, nó có rất là nhiều cái tên. Ngày xưa là tên là quân y viện, bệnh viện. Rồi sau đó thì bệnh viện Fran, và người dân địa phương gọi là Đồn Đức. Bây giờ là bệnh viện Nhi Đồng 2. Hiện tại là những cái quán spa, rồi hớt tóc được mở lại, nhưng mà phục vụ thì nó cũng hạn chế. Quán ăn thì bán chỉ mang về thôi. Khi mà đi khu vực này á, mà được một cái ngắm trên cao thì nó có một cái quần thể kiến trúc kéo dài từ ngay chỗ con đường Cường Để, dòng tu đó anh chị, dòng tu nó kéo dài đến đây, những cái mái ngói, những cái ngôi Kiêu Pháp. Thì đâu đó có những cái địa điểm đóng cửa, thì qua cái đợt cúm vừa qua thì nó thiệt hại nặng nề cho người dân, kinh tế cuộc sống khó khăn. Rồi những người mà lên Sài Gòn mưu sinh kiếm sống thì đi về quê, hy vọng ở dưới bình ổn, không có bùng phát dịch. Nghe nói bắt đầu là có những ca dương tính. Lương Sơn Quán bò tùng xẻo, Sài Gòn bia. Tại sao nó có cái Đồn Đất thì xin y sẽ chia sẻ sau với anh chị. Anh chị ha, nó có một cái đồn và được xây dựng trên một cái đồi bằng đất, và nó được xây dựng năm nào thì video clip sau thì xin y sẽ chia sẻ cùng với anh chị và các bạn. Đi như thế này thích lắm anh chị, đi cứ thẫn thờ như thế này. Những hàng me đã rơi rụng, cái lá me vàng đã rơi rụng theo cái làn gió lay, thích lắm. Nó rất là nên thơ và cảm thấy nhẹ nhàng, nó xa đi những cái gì u phiền mà mấy hôm nay dịch cúm nó đem tới. Đây bệnh viện Đồn Đất đây anh chị. Đó, nó còn chữ Fran đó anh chị, cái cửa đó nó y hệt như lối kiến trúc ngày xưa thôi đó. Hôm nào hết cái cúm dạ bộ mình đi tham quan anh chị ha, đi thăm vào đó rồi xong mình quay, có những cái camera dấu kính mình quay đi vòng vòng. Còn mấy hôm nay thì đi vào bệnh viện thì cũng rất là lo lắng anh chị, tình hình dịch bệnh thì như thế nào, khó lắm. Đó, bức tường, cái nhà. Con đường những hình ảnh mà Sinh Y ngày xưa đó đi trên con đường này thì rất là vắng anh chị. Lúc đó đi học năm 90-91 thì đi đạp xe đạp, vắng lắm, con đường này vắng lắm. Nhưng mà ngày hôm nay nó là một cái trục lộ, có thể nói trục lộ chính giữa trung tâm quận nhất để đi ra cây cầu Sài Gòn, nên nó rất là đông xe cộ.
ở đây có một cái khách sạn, căn hộ cho thuê. Con đường có lá mà bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về. Hy vọng rằng khi anh chị nghe những lời hát này, anh chị đang thư thái chứ không phải là giờ cơm. Nghe một cái là tự nhiên nó làm mệt. Không biết là anh chị có làm mệt hay không, nhưng mà Sunny muốn làm mệt. Nhưng mà cũng rất là thích nghêu ngao. Kệ, hát hay không bằng hay hát. Ở đây thì có một con đường cũng rất là đẹp, đó là con đường phía trước mặt anh chị, hình như là tên là Chu Mạnh Trinh. Con đường có hàng cây, nó nối giữa con đường Lê Thánh Tôn, băng qua một số như con đường Gia Long và đến Nguyễn Du. Và nơi cái góc Nguyễn Du đó là một, có một siêu thị lần đầu tiên của Sài Gòn. Và đây là bức tường của bệnh viện Frank, bệnh viện Đồn Đức. Đây là một cái video clip mời anh chị chúng ta ngắm những cảnh vật để chúng ta ôn lại kỷ niệm anh chị ha. Chứ nó không có cái gì gọi là cập nhật về cái dịch cúm, tình hình Sài Gòn. Có thể anh chị chiêm nghiệm tình hình Sài Gòn thông qua những dòng xe xuôi ngược, những cửa hàng có nơi mở, có nơi đóng để mình hiểu thêm. Chứ mà nhắc tới thì nó cũng hơi buồn, buồn vời vời. Và xa xa thì chúng ta có con đường Cường Để, một con đường rất là đẹp, có hàng một cái hàng cây, nhưng mà ngày hôm nay thì không còn rồi, không còn gì nữa. Chu Mạnh Trinh đây. Ở các clip đoạn sau thì Sunny sẽ đi con đường Chu Mạnh Trinh, đi để anh chị nhợp gió thôi. Bây giờ không quay, một lát quay thì nó sẽ hay hơn. Bây giờ chúng ta đi thẳng, đi thẳng để chúng ta về với con đường Cường Để, gửi anh chị vài hình ảnh con đường Cường Để. Nói chứ nói gì thì nói, cứ kinh tế sẽ, kinh tế cuộc sống sẽ rất là khó khăn trong tương lai sắp tới. Nhưng mà phải cố gắng anh chị, phải cố gắng mỉm cười. Công trình xây dựng ở đây có rất là nhiều công trình xây dựng. Đây cái nhà, cái nhà Pháp. Trung tâm hòa giải, tòa án đó. Rồi bên kia là trường Dòng, và chúng ta không thể nào nhận ra con đường Cường Để năm xưa, một con đường rất là đẹp mà Sunny đã có kỷ niệm, nhưng mà lúc đó thì không có quay phim chụp hình, chỉ đi ngang thôi. Và bên kia là một cái nguyên một khối công trình kiến trúc trường Dòng. Và ở đây thì có một cái cầu còn gọi là cầu Thủ Thiêm, bắc qua vùng đất Thủ Thiêm. Chính vì cây cầu này thì hàng cây nó không còn nữa, cũng rất là tiếc anh chị. Đây là cây cầu đây, đi thẳng là cái chỗ đèn đèn xanh đèn đỏ chớp chớp á, là con đường Lê Thánh Tôn.
mé bên trái thì có con đường Nguyễn Hữu Cảnh để đi ra cầu Sài Gòn. Đây là đó là một cái con đường mới. Con đường Trường Để năm xưa. Đây con đường Trường Để. Hướng này đổ về khu vực Đa Cao. Ra tới đây thì Sinh Hy cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn một video clip dẫn anh chị đi lang thang lòng vòng để chúng ta ngắm lại có thể nói con đường kỷ niệm của anh chị, của Sinh Hy. Và Sinh Hy cũng kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Sinh Hy thân ái mến chào, rất là vui mời anh chị cùng với Sinh Hy ngắm lại những con đường, những hình ảnh xưa của Sài Gòn xưa và nay. Rồi bye bye anh chị nha, hẹn gặp lại.